Mọi người có biết lý do vì sao ấy, những cái người phát triển hệ thống đa cấp boss này boss kia ấy, cái mặt hàng kinh doanh chính của người ta thường là các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không? Bởi vì cái ngành sản xuất mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ấy, nó là một ngành siêu lợi nhuận nha mọi người. Khi mà mình nói đến đây thì sẽ có một vài người nói mình rằng là tại sao tôi đi bán mỹ phẩm bao năm nay không giàu mà cô lại bảo đấy là ngành siêu lợi nhuận? Thì mọi người nên nhớ này, mọi người chỉ là con buôn thôi, tức là mọi người nhập mỹ phẩm về bán lấy lời, chứ thực chất mọi người không phải là người sản xuất ra mỹ phẩm. Mình đã biết một cái câu chuyện rất là buồn cười mọi người ạ. Đó chính là có một người có chút tiếng tăm đã sang bên Hàn thuê một cái nhà máy gia công ra một sản phẩm viên sủi trắng da với mức giá thực tế chỉ khoảng tầm 200 mấy, chưa đến 300 ngàn. Nhưng mà về Việt Nam phát triển hệ thống và bán với mức giá là 1 triệu, hơn 1 triệu đồng nha mọi người. Thì mọi người phải biết là lợi nhuận khủng khiếp đến mức như thế nào. Một cái sản phẩm ấy mà đi đâu cũng PR hết sức thần thánh, ai ai cũng thấy quảng cáo. Thì mọi người phải biết rằng là nhãn hàng đã chi trả bao nhiêu tiền cho những chiến dịch marketing như vậy. Và thực tế giá trị của những sản phẩm đấy nó còn lại là bao nhiêu. Hôm qua mình có up một cái video ấy và có khá là nhiều bạn hỏi mình rằng là tại sao cái thái độ của mình nói chuyện gay gắt đến như vậy, bởi mình cảm thấy bức xúc mọi người ơi. Mình thì không thể nào so sánh được với bác sĩ da liễu, nhưng mà mình là một người dùng đã tự bỏ tiền ra mua sản phẩm và trải nghiệm cái sản phẩm này. Thì mình nói thật, với mức giá hơn 400 nghìn cho cái chai serum B5 này ấy, nó quá là phí phạm luôn nha mọi người. Và chắc chắn ấy, sẽ có một vài người nói rằng mình tạo phốt để nổi tiếng, nhưng mà thực tế mình không cần làm điều đấy đâu mọi người ơi. Mình đánh mảng top top này để cho mọi người có cái nhìn chân thật nhất về những cái sản phẩm cực kỳ hot hit hiện nay ở trên thị trường. Các bạn vui thì xem, mà không vui thì cũng ủng hộ mình thế nhá.